23. Tôn Nhị Cẩu, mày chết đi. Thằng nhóc kia, nhóc con, kiếp sau nhớ học theo đó. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đơn Hải, anh cũng có ngày hôm nay. Đơn Hải, Đơn Hải, Đơn Hải, anh không sao chứ? Đơn Hải, anh tỉnh lại đi. Đơn Hải, Đơn Hải, anh phải kiên trì lên. Mọi người đang đánh tiểu quỷ ở phía sau, lát nữa sẽ tới ngay. Đơn Hải, anh nhất định phải cố lên. Mọi người đang đánh tiểu quỷ, họ sẽ tới ngay thôi. Anh đi với em đi. Anh nhất định phải cố lên. Đơn Hải, chúng ta ra thành nào. Chu Dương, Chu Dương à, đi mau. Anh ráng chịu nha, sức em chỉ được tới đây thôi. Chu Dương à, để cho tôi. Đi mau, đi mau lên, đi mau. Chính tiền đâu? Anh đã dụ tiểu quỷ chạy hướng khác rồi. Đi thôi, đi. Hidezawa, cậu Asada, bọn họ đào đường hầm vào phòng giam để cướp Đơn Hải đi rồi. Ở trong thành có một quán ăn của Tôn Nhị Cẩu, bên dưới tiệm này có một đường hầm. Tôn Nhị Cẩu, Tôn Nhị Cẩu đâu? Tôn Nhị Cẩu mất tích rồi, không thấy đâu nữa. Báo cáo đại tá, đã chuẩn bị xong mọi thứ dưới hầm rồi. Tôi đi lục soát xung quanh Ngụy Hợp Hưng. Đi, lục soát ngay. Vậy là Đơn Hải bị chúng đưa đi rồi. Đuổi theo. Khốn kiếp. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đơn Hải bị bọn chúng đưa đi rồi. Tôn Nhị Cẩu cũng bị giết. Là bọn chúng đào đường hầm.
Tiểu Tài à, anh gặp được Diêu Bán Tiên, sao không đưa ông ấy đi theo? Ông ấy không chịu đi. Ông ấy nói không nỡ bỏ lại dược liệu và sách thuốc của mình. Còn chính tiền là thật sự không có cách nào cứu được sao? Nếu không có anh ấy liều chết dù tiểu quỷ đi chỗ khác, chúng ta không cứu được Đơn Hải đâu. Anh ấy hy sinh rất anh dũng. Chính tiền quả thật là một tráng sĩ. Đơn Hải có người anh em như vậy cũng coi như đáng giá rồi. Hiện giờ tôi đang lo là sau khi Đơn Hải tỉnh lại, biết cả hai anh em của mình đều chết, cộng thêm mẹ nuôi và lão Đơn gia, anh ấy không phát điên mới lạ đó. Đúng vậy. Nhanh, nhìn thấy không? Tiểu quỷ đang cho đặt chướng ngại vật ở ven đường, chúng phá luôn đường lớn. Những người bên kia hình như là ngụy quân, tôi đoán được điều từ huyện lân cận qua đây. Đội trưởng à, nói vậy chúng ta không còn đường trở về rồi. Đúng, con đường nhỏ bên kia cũng có mai phục. Hay là đánh chúng đi, chúng ta trả thù cho Trịnh Thành. Không được, vừa nổ súng là chúng ta bị bao vây ngay. Hiện giờ chúng ta chỉ có quay trở lại thôi. Quay về đâu đây? Nhưng Ngụy gia có khác nào vào quỷ môn quan đâu. Trước hết để cho tiểu quỷ lục soát đi. Chờ tiểu quỷ lục soát xong, chúng ta sẽ tìm cách quay về địa bàn Ngụy gia, trốn ở đại diện của Ngụy Lam Sơn. Tôi thấy phù hợp đó. Đại diện Ngụy gia dễ thủ khó công, cũng đủ lớn để chứa tất cả chúng ta. Trước hết để cho kẻ địch lục soát núi, cho bọn họ yên ắng rồi chúng ta mới rút lui trở về Ngụy gia sau. Được. Đội trưởng Tân, đội trưởng Tân, anh mau qua xem thử đi. Đơn Hải không được rồi, anh canh chừng ở đây đi. Thở rồi. Đông gia. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Giờ nên làm sao đây? Nói đi. Tôi sẽ cho lùng bắt toàn thành người của Ngụy Hợp Hưng. Lần này chúng đào đường hầm, cùng tham gia toàn bộ kế hoạch này. Còn có cả tên Diêu Bán Tiên, hắn đã từng vào phòng giam của Đơn Hải, nên hắn với Tôn Nhị Cẩu đều biết chuyện. Đây là những nghi phạm đáng ngờ nhất. Tướng quân, những kẻ tham gia lần này có một số không đi cùng với Đơn Hải, lập tức bắt giữ toàn bộ bọn chúng ngay. Rõ. Đi, đi mau, đi. Đi nhanh, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên.
Thất gia, xem kịch đủ rồi, tới lúc chúng ta nên diễn kịch rồi. Đưa Du Sĩ Nho đi. Đi đâu? Tới chỗ Chu đại thiếu gia ngã xuống vách núi hôm trước. Ngã xuống vách núi thì sao chứ? Chu đại thiếu gia thì té chết, Chu tiểu thư thì bị Đơn Hải cướp đi. Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Chỗ vách núi đó chắc chắn là có mờ ám. Du Sĩ Nho này nhân cách không tốt, không tử tế đâu. Sao lại không mạnh tay như hắn chứ? Nếu dùng ngũ mã phanh thây, chắc chắn hắn phải giao bản đồ ra ngay. Trời ơi, cái ông này, mấy hôm nay ông đang nghĩ chuyện gì vậy? Mau nói ra đi. Hắn không phải kẻ ngốc mà giấu bản đồ ở trong người. Chúng ta phải ép hắn để lộ ra sơ hở, để tìm cho ra bản đồ. Thả dây dài, câu cá lớn. Vợ à, cuối cùng bà được khai sáng rồi, có phải vậy không? Trình Tiểu Điện à, cha, đi gọi Du Sĩ Nho tới đây. Phim được dịch, thuyết minh và tôi nói vài câu với cô ấy. Tìm cơ hội tranh thủ ra tay. Lấy được rồi, chúng ta lập tức tiêu hủy bản đồ ngay. Bản đồ không liên quan gì tới cô. Cô mạo hiểm tới báo tin cho tôi, tôi nợ cô lần này. Cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách để cứu cô ra ngoài. Sau đó hai chúng ta đường ai nấy đi. Du Sĩ Nho, cha tôi kêu anh tới gặp đó. Thất gia, tìm tôi sao? Du Sĩ Nho, Tam Di Thái hiện giờ thế nào rồi? Tam Di Thái đã yên lòng rồi, hơn nữa cô ấy còn đồng ý với chúng ta. Thất gia, ông có nghĩa khí dân tộc, thật khiến cho tôi khâm phục đó. Thật ra là do tôi không tin tưởng người Nhật. Trên người tôi cũng không có món đồ mà người Nhật tìm. Thật ra bọn họ muốn chiêu hàng tôi trước. Sớm muộn cũng có ngày họ sẽ tiêu diệt trại Hải Long. Cậu thấy đó, tôi lại giết bọn do thám của họ. Nơi này đã không còn yên ổn nữa rồi. Chúng ta hiện giờ phải xuất phát ngay, đi tìm Đơn Hải và mỏ vàng. Không đường đột đó chứ. Không đường đột đâu thất gia. Đúng lúc tôi cũng muốn đi. Ông nghĩ đi, trong tay Đơn Hải có bản đồ mỏ vàng, chắc chắn hắn sẽ lập tức đi tìm mỏ vàng ngay. Còn người Nhật cũng đang trắng trợn tìm kiếm mỏ vàng. Nếu giờ chúng ta không hành động, chắc chắn sẽ bị người khách nhanh chân đến trước. Cho nên chúng ta phải mau đi ngay. Hiện giờ xuất phát, không nên chậm trễ nữa. Được. Ngụy phủ. Đội trưởng, ngoài cửa của đại diện chỉ có hai tên canh gác, là người của Tôn Nhị Cẩu. Dẫn theo vài anh em tới giải quyết bọn chúng đi, không cần nổ súng, hiểu rõ? Các anh em theo tôi.
Đi. Cũng tới giờ rồi. Đi. Đi nào. Đội trưởng, đưa người của Tôm Nhị Cẩu ra đây. Rõ. Mấy người kia ra ngoài. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Anh Đường Hải à, về tới nhà rồi, an toàn rồi. Ngụy Hợp Hưng, những người tình nguyện đi theo anh cũng ở đây hết rồi. Anh hãy ngủ thật ngon vào, đừng suy nghĩ chuyện gì hết, hả? Đội trưởng, trong viện này chỉ có vài người canh gác, không còn ai nữa hết. Người của Tôn Nhị Cẩu hoàn toàn không có ở đây. Được, nơi này không nên ở lâu, chỉ có thể tạm thời thôi. Đơn Hải bị thương rất nặng, cần phải dưỡng thương thật tốt, nhưng mà thời gian không đợi chúng ta đâu. Với vết thương của anh ta, nếu có cử động lớn, cả hơi thở cũng không còn. Tôi lo anh ta không qua được tối hôm nay đâu. Đừng nói xui chứ. Xin lão đương gia cho phép truyền lại vị trí cho anh Đơn Hải. Xin lão đương gia cho phép truyền lại vị trí cho anh Đơn Hải. Đơn Hải à, anh tỉnh lại đi Đơn Hải. Anh mở miệng nói một câu đi. Anh có biết mọi người làm sao mới cứu được anh ra không? Các anh em đều chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cứu anh ra. Giờ anh chỉ nằm yên ở đây. Anh nói với em một câu đi được không? Mọi người đều chờ anh đó. Anh quên trách nhiệm của mình rồi sao? Anh phải làm gì anh quên rồi sao? Anh muốn dẫn theo thủ hạ đi tìm mỏ vàng mà. Anh quên sao? Anh quên anh muốn đi tìm mỏ vàng sao? Đơn Hải à, anh tỉnh lại đi mà. Em tin tưởng, nếu cha em ở trên trời có linh thiêng, sẽ biết anh là một anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, quyết liều mạng với người Nhật. Cha cũng sẽ yên tâm, yên tâm cho anh đi tìm mỏ vàng, để anh bảo vệ mỏ vàng này. Anh nói một câu đi Đơn Hải à, anh nói một câu đi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Xin Bồ Tát hãy phù hộ cho Đơn Hải, phù hộ cậu ấy bình an tỉnh lại. Chú Tống, đội trưởng Tần, tôi xin hai người mau nghĩ cách cứu Đơn Hải đi. Chúng ta hiện tại không có thầy thuốc, cũng không có ai biết trị thương hết. Trước mắt phải nhờ Đơn Hải tự dựa vào sức của mình để có thể tiếp tục sống tiếp. Để tôi ra ngoài tìm thầy thuốc cho. Không được, chúng ta sẽ bị lộ ngay. Tôi xem như đã bất kính với lão đương gia rồi. Lục tìm trong tủ, tìm được hộp nhân sâm này. Nấu nó cho anh Đơn Hải dùng.
Hy vọng anh ấy có thể sống lại. Để tôi đi hầm sâm. Tốt, rất tốt. Nấu cái này phải có một chút hiểu biết. Tôi biết nấu, tôi biết nên nấu thế nào. Tôi cũng đi xem họ nấu sâm đây. Được. Nhanh lên. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Mấy người qua kia tìm đi, còn lại theo tôi. Nhanh lên. Lục tìm bốn phía, cái gì lấy được lấy hết đi. Mấy cái chén này cũng lấy hết. Nhanh lên, nhanh lên đi, mau đi thôi. Nhanh lên đi. Tiểu Sơn báo. Đơn Hải, anh đỡ hơn chút nào chưa? Anh vẫn không chịu nói chuyện với em. Anh biết không, lúc trước khi anh tung hoành ngang dọc, em cứ cảm thấy ai chết thì anh cũng không thể chết được. Mèo có 9 mạng mà. Anh có tới 900 mạng luôn. Anh nói chuyện với em được không? Em biết anh hay đùa giỡn với em mà. Anh nói chuyện với em một chút đi. Anh là tên mã tặc lừa đảo. Anh ngang ngược bá đạo. Anh nói mà không giữ lời. Anh đã nhận em làm em gái. Chỉ cần em còn sống, anh sẽ chăm sóc em. Nhưng bây giờ cả nói chuyện anh cũng không nói với em. Như vậy là anh gạt em rồi. Anh gạt em sao? Anh à, em xem anh là anh ruột của em. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Cùng trò chuyện với em đi mà. Anh à, lần này chết nhiều người như vậy, cả anh em Trịnh Thành cũng mất. Cô biết không, anh Trịnh Thành đi theo đội trưởng từ thời mọi người còn tham gia bên Hồng Quân nữa. Tôi biết rõ, chúng tôi có lỗi với mọi người. Cô nói đi, nếu Đơn Hải cứ vậy mà chết đi, chúng tôi có oan ức không chứ? Không có oan ức. Chúng ta cứu được nhiều người của Ngụy Hợp Hưng như vậy, chúng ta là đội ngũ chống Nhật lớn mạnh, oan ức chỗ nào?
Các anh em hy sinh. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV. Chú Tiểu Thư, Đơn Hải sao rồi? Còn thế nào được nữa? Tiểu Tài cho anh ấy uống canh sâm rồi, nhưng mà anh ấy cũng chẳng có chút phản ứng gì. Đội trưởng Tần, chúng tôi đã gạt anh một chuyện. Gạt tôi? Thật ra Đơn Hải không có bản đồ trong tay đâu. Anh ấy đã giao cho Du Sĩ Nho rồi. Nếu như vậy ba phần bản đồ đều ở chỗ Du Sĩ Nho sao? Nhưng mà đội trưởng Tần, chúng tôi không phải cố tình muốn gạt anh, nhưng mà chỉ có anh mới cứu được Đơn Hải thôi. Tôi biết anh sẽ trách chúng tôi. Tôi không trách mọi người. Chúng tôi cứu Đơn Hải không hoàn toàn vì bản đồ đâu. Đơn Hải cũng là anh hùng chống Nhật, chúng tôi kính trọng anh ấy. Tam Di Thái à, sau này đừng quay lại nữa. Các anh em, lần này chúng ta cùng nhau hợp lực đánh tiểu quỷ ở Ninh Hải Châu. Từ nay về sau, các anh em coi như đã dắt đầu trên lưng quần đi đánh tiểu quỷ. Bọn tiểu quỷ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta tới đây chỉ là để tạm thời lánh mặt, sớm muộn tiểu quỷ cũng tìm được tới nơi này. Tôi muốn nghe xem các anh em đây sau này có dự tính thế nào, nói tôi nghe thử xem. Tần đại ca, anh em chúng tôi đã ra đây rồi thì không tính tới chuyện quay đầu đâu. Chúng tôi hiện tại cũng chỉ có một mục đích, giết tiểu quỷ, trả thù cho lão Đương gia. Nhưng tới giờ anh Đơn Hải vẫn không tỉnh lại. Các anh em cảm thấy không có chút tinh thần gì. Đúng vậy, đúng vậy đó. Nếu là như vậy, tôi có một đề nghị. Nếu các anh em không chê, xin hãy gia nhập Bát Lộ Quân chúng tôi. Bát Lộ Quân? Bát Lộ Quân sao? Có gia nhập không? Chuyện này chúng tôi không làm chủ được. Hiện tại anh Đơn Hải là đại đương gia, chúng tôi phải hỏi ý kiến anh ấy. Tôi đi thăm anh ấy trước đây. Tiểu Tài à, Đơn Hải vẫn chưa hồi phục, đừng quấy rầy anh ấy. Tôi sẽ ở ngoài cửa chờ anh ấy. Không nên sốt ruột. Không cần sốt ruột đâu. Đội trưởng Tần, cậu cũng thấy rồi, đây chính là bang hội, trên dưới một lòng đó. Anh Đơn Hải à, tôn nhị cậu đã bị tiêu diệt, bây giờ anh là đại đương gia của Ngụy Hợp Hưng. Anh mau tỉnh lại đi, để còn dẫn dắt anh em làm chuyện lớn nữa. Anh cứ như vậy mọi người mất đi người chủ chốt rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim TV. Tôi làm quan đã nhiều năm, chưa từng lo lắng cho một mã tặc nhiều tới như vậy. Lúc bắt đầu hành động, chúng ta không đưa Dư Bán Tiên cùng ra đây, đây chính là sai lầm lớn nhất. Đáng thương nhất là cha tôi. Sau đó tôi tới Thanh Đảo tìm anh tôi, và sau đó anh tôi cũng mất. Đơn Hải nhận tôi làm em gái. Nhưng hiện giờ Đơn Hải cũng không cần tôi.
Tôi nên làm sao đây? Tôi nên làm sao đây? Anh Đơn Hải, anh Đơn Hải, chính tiền, chính tiền, chính tiền, chính tiền. Đơn Hải tỉnh rồi, Đơn Hải tỉnh rồi, Đơn Hải tỉnh rồi sao? Phải, anh ấy vừa tỉnh lại là hỏi tôi chính tiền đang ở đâu, giờ phải làm sao đây? Đơn đại hiệp tỉnh dậy, nếu biết chính tiền không còn trên đời này, chẳng phải lấy mạng của cậu ta sao? Nếu không vậy đi, chúng ta tìm người giả dạng là chính tiền, cho đứng ngoài cửa trả lời một tiếng không được sao? Không được, không được đâu. Đơn đại hiệp đối với tiếng nói của tám lượng và chính tiền đã ăn vào trong máu rồi. Vừa lên tiếng đã biết ngay ai là tám lượng, ai là chính tiền. Ý này thật sự không tốt, không tốt đâu. Chỉ có thể gạt anh ấy, nói tám lượng chính tiền đi mua thuốc cho anh ấy thôi. Ý này tốt nè, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Lên, lên nào, lên. Du sĩ Nho ơi là Du sĩ Nho, cậu làm gì mà chẳng có chút phúc hậu nào hết vậy? Cậu cho rằng cậu dùng chút kế đó là có thể tiêu diệt trại Hải Long chúng tôi hay sao? Đừng trách tôi không cảnh báo bà. Bà mà dám bước tới, tôi lập tức xé bản đồ ngay. Du sĩ Nho, không phải cậu nói giữ lại Tam Di Thái sẽ rất có ích sao? Hôm nay tôi sẽ dùng tới cô ta đây. Trình lão thất, thả Tam Di Thái ra. Cô ấy không liên quan tới chuyện này. Tôi vì bản đồ này đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi, còn góp cả sơn trại cho các người nữa. Cậu nghĩ tới lúc này tôi có thể thu tay lại sao? Tôi đếm tới ba thôi. Nếu cậu không giao bản đồ cho tôi bắn chết cô ta. Một, hai, Du sĩ Nho, anh đã nói anh sẽ cứu tôi, anh không thể nói mà không giữ lời được. Cứu tôi. Ba, chờ đã. Được không? Trình lão thất, ông không giữ chữ tín. Tôi đã đếm tới ba rồi. Đây coi như tôi trả thù cho con trai của mình. Lại đây, dạy hắn đi. Dạy đi. Đi.
Đây đã là đội khảo sát thứ hai. Đội lần trước bị Đơn Hải toàn bộ tiêu diệt. Đại tá, Đơn Hải bỏ trốn. Điều này cho thấy nơi này thật sự là có mỏ vàng. Chúng ta cần phải tìm ra mỏ vàng này. Trước đó tôi không muốn cùng anh nói về chuyện mỏ vàng, nhưng hiện tại tôi cũng giống như anh, nhất định phải tìm ra nó. Đây là vinh dự của quân nhân. Gia đình tôi chỉ có tôi là quân nhân. Nếu tôi thất bại thì cả gia tộc sẽ bị sỉ nhục. Tướng quân, đoàn chuyên gia khảo sát đã tới. Mau mời vào. Mời vào. Hoan nghênh các vị, xin chiếu cố chúng tôi. Mong tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Chúng tôi hiện tại một mặt đang tìm kiếm tấm bản đồ, mặt khác cũng đang tự khảo sát dò tìm vị trí mỏ vàng. Nhờ các vị, tôi tin tưởng các vị có thể tìm ra mỏ vàng nơi này. Xin nhờ hết vào các vị. Xin mời qua bên này. Cha, ánh mắt hắn ta thật thâm độc đó. Thật tiếc nồi thịt hôm nay. Cậu trừng mắt với tôi làm cái gì? Tam Di Thái kia tôi đã cho an táng thật tốt rồi. Có biết tại sao tôi vẫn chưa xé xác cậu ra hay không hả? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim. Bởi vì tôi còn muốn tìm mỏ vàng. Hình trên bản đồ này là có ý gì? Tôi cho ông biết, cô ta không phải là Tam Di Thái gì hết. Cô ta là thành viên của đội hành động đảng quốc dân. Tờ bản đồ này, Chu Đại Mã đã chia làm 3 phần. Đây chỉ là một phần trong đó thôi. Chỉ khi 3 phần được ghép lại với nhau mới có thể tìm được bí mật của mỏ vàng kia. Du Sĩ Nho, chỉ cần cậu giao ra 2 phần bản đồ kia, tôi sẽ tha chết cho cậu. Nếu không, tôi sẽ lệnh cho các anh em hạ cậu xuống, đem đi hầm canh đó. Vậy thì mời thất gia mở trói cho tôi, để tôi dẫn ông đi tìm 2 phần bản đồ còn lại. Cha, hắn lại gạt chúng ta. Thất gia không thể sơ suất, không được tha cho hắn đâu. Chẳng phải có một phần bản đồ trong tay tôi sao? Hắn sẽ không gạt chúng ta, đúng không Du Sĩ Nho? Chỉ cần cậu giao ra 2 phần bản đồ kia, cậu vẫn là thượng khách của chúng tôi.